xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Linh Ẩm Thực. Thì bữa giờ do mình nghỉ bệnh đó các bạn, cho nên mình không có ra video cho mọi người xem được. Hôm nay thì tình hình bệnh của mình nó cũng đã giảm rồi, chỉ còn nói chung là chỉ còn đau nhức hơi hơi các bạn, cũng không có đau nhiều lắm. Hôm nay lúc mà sáng các bạn, nhà mình đang nằm nhà thì vô tình mình lướt trên deep web á, mình có đọc được một cái bài viết của một cái người nước ngoài. Thì cái bài viết đó dịch sang tiếng Anh á, từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt á, thì là nói là đừng đọc bài thơ Domino Hell trước gương vào lúc 12 giờ đêm. Thì mình có vào cái bài viết đó mình xem á, thì trong bài viết đó có ghi là nếu như vào lúc 12 giờ đêm mà các bạn đọc cái bài thơ đó trước cái gương á, thì các bạn sẽ thấy được Domino Hell ở trong cái gương, hoặc là các bạn có thể thấy được một cái kẻ ác nhân ở trong gương, mà cái kẻ ác nhân đó chính là cái bản sao của các bạn, nghĩa là cái bản đối lập của các bạn. Các bạn mình nghe cũng có vẻ là hấp dẫn các bạn, tại vì nào giờ mình chưa làm cái nghi thức về bản sao của chính mình, cho nên hôm nay 12 giờ đêm mình sẽ thực hiện thử là mình đọc cái bài thơ đó, bài thơ Domino Hell trước gương, để mình xem coi mình có thấy được cái ác nhân của mình hay không nha các bạn. Rồi các bạn, bây giờ là 12 giờ 25 phút, đây để mình load lại cho mọi người xem nha. Đâu rồi, cái đồ load rồi đây, giờ Việt Nam nè các bạn, giờ Việt Nam load lại rồi. 12 giờ 26 phút, đáng lý ra là mình tính làm đúng 12 giờ, mà nãy đó bụng quá đi ăn gói mì tôm cho giờ mới ra làm tiếp nè các bạn. Rồi ok các bạn, bây giờ thì đây nè các bạn, mình có chuẩn bị một cái gương nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ngồi đây, ngồi trước cái gương và mình sẽ đọc cái bài thơ Domino Hell nha các bạn. Rồi ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ ngồi ở đây, mình ngồi trước cái gương này á, mình sẽ đọc lên một cái bài thơ, đó chính là bài thơ Domino. Mình có đặt ở đây một cái camera phụ nè các bạn. Thì camera này á, nó sẽ quay trực tiếp vào cái gương. Nếu trong gương nó có hiện tượng gì á, thì camera ngoài đây á, nó sẽ bắt được. Còn camera đây nè, camera mình đang nói chuyện với các bạn á, thì nó sẽ quay toàn cảnh ở đây. Ở đây nó có hiện tượng gì thì sẽ bắt được ở đây nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở bài thơ lên nha các bạn. Đâu rồi ta? Đây. Rồi, bắt đầu nha các bạn. Người chị nôn ra máu, người em thì nôn ra lửa. Domino đáng yêu thì nôn ra trang sức quý báu. Domino rơi xuống địa ngục một mình, nơi bóng tối địa ngục khiến hoa không thể nở. Có phải chị gái Domino là cán roi kia, những vệt máu thấm trên cán roi ám ảnh tâm trí Domino, cứ vung lên vụt xuống rồi liên hồi, nhưng lại không đánh. Chỉ có một con đường duy nhất, đến tầng thứ 8, nơi đau đớn nhất của địa ngục. Bạn có muốn dẫn dắt đến địa ngục tối tăm bởi những chú chim họa mi và bầy cù vàng không? Đúng rồi, đặt vào bao da càng nhiều càng tốt, để cùng chuẩn bị cho cuộc hành trình tiến vào nơi đau đớn nhất của thế giới bên kia. Mùa xuân đã ngập tràn qua những cánh rừng và thung lũng của những địa ngục tối tăm. Trong lòng là một chú họa mi, trong xe kéo là một chú cừu, trong ánh mắt của Domino đáng yêu thì toàn là nước mắt. Khóc đi họa mi, khóc cho những rừng mưa, ta hét to để thương xót cho người em gái. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi địa ngục, và những đóa hoa mẫu đơn nở, những đóa hoa mẫu đơn đã nở ba qua bảy ngọn núi và bảy thung lũng địa ngục, là cuộc hành trình của Domino đáng yêu. Nếu bạn đã đến địa ngục, hãy mang đến đây những cây ghim của những ngọn núi nhọn hoắt, đừng đâm vào ghim đỏ, đó là cột mốc chỉ đường của Domino đáng yêu. Xong các bạn. Hôm nay đọc nhanh các bạn, biết sao không? Mình cũng hơi sợ nha các bạn. Nói chung cái chân mình nó vẫn còn đau các bạn, nếu mà có hiện tượng gì xảy ra chạy không kịp cũng hơi ghê, cho nên mình ngồi nó xa cái gương một xíu các bạn. Rồi gần quá coi lỡ có chuyện gì xảy ra thì không chạy kịp nha các bạn. Tự nhiên cảm giác lạnh lạnh người các bạn. Cảm giác như là có một cái luồng gió thổi sau lưng vậy á.
thì nó thổi vô lưng mình đau lưng ghê các bạn. Đau lưng như ta, không có hiện tượng gì xảy ra hết các bạn ơi. Có lẽ mình có thiếu gì không ta? Thì mình đọc trong cái nghi thức đó chỉ nói mình là chỉ cần 12 giờ đêm tới 3 giờ sáng ngồi trước cái gương và đọc cái bài thơ Tomino Hill thì một là các bạn sẽ kiểu như là nó nói rằng đó là các bạn sẽ thấy được một cái bản sao ác nhân của các bạn. Hai là các bạn sẽ thấy được cái Tomino ở đang ở địa ngục. Mình không tin cho nên mình làm thử các bạn. Và tất cả mọi thứ đều rất là bình thường các bạn. Giờ ok, bây giờ thì mình sẽ đọc lại lần nữa. Có không chừng là cái bài thơ này kêu đọc 3 lần mới được các bạn. Thường thường đọc những cái bài thơ đọc 2 đến 3 lần trở lên mới hay hiệu nghiệm. Mình đọc một lần nó không hiệu nghiệm các bạn. Mà ai trong gương xấu chài quá mày. Ok, rồi bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ đọc lại một lần nữa. Nếu một lần nữa nó không lên mình sẽ đọc lại lần thứ ba, và lần thứ ba không lên thì mình sẽ không đọc nữa nha các bạn. Camera này quay kêu ta để mình coi đi, bây giờ quên nữa chứ. Rồi camera nó vẫn đang quay nha các bạn. Rồi bây giờ đọc lại lần nữa nha. Tomino, Tomino, đến đây. Người chị nôn ra máu, người em thì nôn ra lửa. Tomino đáng yêu thì nôn ra trang sức quý báu. Tomino rơi xuống địa ngục một mình, nơi bóng tối địa ngục khiến hoa không thể nở. Có phải chị gái Tomino là kén roi kia, những vệt máu thấm trên kén roi áp ảnh tâm trí Tomino? Mình nghe cái gương nó phát cái âm thanh các bạn. Camera này có thấy không ta? Mình lo tập trung đọc các bạn, mình không để ý trong gương có gì không mà bỗng nhiên nó phát cái tiếng gì á. Ủa mình đọc tới đâu ta? Đúng rồi, những vệt máu thấm trên kén roi ám ảnh tâm trí Tomino, cứ vụt lên vụt xuống liên hồi nhưng lại không đánh. Chỉ có một con đường duy nhất tiến đến tầng thứ 8, nơi đau đớn nhất địa ngục. Bạn có muốn được dẫn dắt đến nơi địa ngục tối tăm? Bởi những chú chim họa mi và bầy cù vàng không? Đúng rồi, đặt vào bao da càng nhiều càng tốt, để cùng chuẩn bị cuộc hành trình tiến hóa vào nơi. Để cùng chuẩn bị cuộc hành trình tiến vào nơi đau đớn nhất của thế giới bên kia. Mùa xuân đã ngập tràn qua những cánh rừng. Ủa hình như là lúc mình đang tập trung đọc á các bạn, thì cái gương nó không phản chiếu mình hay sao các bạn? Trong mắt của Tomino đáng yêu thì toàn là nước mắt. Ủa, và nơi thung lũng của những địa ngục tối tăm, trong lòng và một là một chú họa mi, trong xe kéo là một chú cù. Trong ánh mắt của Tomino đáng yêu thì toàn là nước mắt. Khóc đi họa mi, khóc trong những rừng mưa. Ta hét to để thương xót cho người em gái. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi địa ngục. Và những đóa hoa mẫu đơn nở, những đóa hoa mẫu đơn đã nở qua 7 ngọn núi và 37 thung lũng địa ngục, là cuộc hành trình của Tomino đáng yêu. Nếu bạn đến địa ngục, hãy mang đến đây những cây ghim của những ngọn núi nhọn hoắt. Đừng đâm vào ghim đỏ, đó là cột mốc chỉ đường của Tomino đáng yêu. Rồi ok các bạn, mình đọc xong bài thơ rồi các bạn. Nhưng mà không biết mình có bị nhìn lầm hay là hồi nãy rõ ràng là mình nghe cái tiếng phát ra từ cái gương. Sau đó mình đọc một xíu thì lát mình về mình mở camera là mình coi các bạn, camera phụ nè các bạn. Thì
có lẽ là cái gương nó không phản chiếu mình hay sao các bạn. Đó, mình đang ngồi là nó đang phản chiếu mình nè, mà lúc mình nhìn xuống là mình đọc á thì mình kiểu như là mình có cái cảm giác mắt bên đây nè các bạn, mình thấy thấy là kiểu như thấy hơi mờ mờ các bạn, thấy mờ mờ chỗ này nè các bạn, là cái gương không phản chiếu mình các bạn. Cái gương nó lại phát cái âm thanh các bạn. Mình giới thiệu, các bạn ơi. Mình đã đọc hai lần rồi các bạn. Kỳ ta. Mình đọc hai lần rồi á mà không có lên các bạn ơi. Nó chỉ xảy ra một hiện tượng cái âm thanh nó phát ra thôi mà. Bây giờ là đọc lại lần thứ ba nha các bạn. Người chị nôn ra máu, người em thì nôn ra lửa. Tommy nữa. Ôi, sao tự nhiên mình đau lưng dữ ta? Mình cảm giác có cái gì đó nó kỳ. Mình cảm giác có một cái luồng gió nó thổi vào lưng mình, nó khiến cái lưng mình đau buốt từ trên xuống dưới luôn các bạn. Wow. Tomino đáng yêu thì nôn ra trang sức quý báu. Tomino rơi xuống địa ngục một mình, nơi bóng tối địa ngục khiến hoa không thể nở. Có phải chị người ấy một Tomino là kẻ roi kia? Tomino đáng yêu thì nôn ra trang sức quý báu. Tomino rơi xuống địa ngục một mình, nơi bóng tối địa ngục khiến hoa không thể nở. Có phải chị người ấy một Tomino là kẻ roi kia? Tomino đáng yêu thì nôn ra trang sức quý báu. Tomino rơi xuống địa ngục một mình, nơi bóng tối địa ngục khiến hoa không thể nở. Có phải chị người ấy một Tomino là kẻ roi? Tôi nhìn thấy ghê quá bạn ơi. Mình tắt đèn các bạn ơi. Ôi nhìn đó. Mình nhìn trong gương á. Hình như đó là mình luôn các bạn. Ôi nhìn mình nhìn mình thấy mình ghê các bạn ơi. Mình có đặt camera phụ đó các bạn, cho nên mình không sợ các bạn ơi. Có gì camera sẽ quay lại cái hiện tượng gì đang đó các bạn. Bây giờ lỡ nó cầm cái hả, cầm cái gì ta, như là cầm cái kéo á các bạn. Ui, giờ mình lại gần lỡ nó cầm kéo nó rầm mình các bạn. Tắt camera xíu các bạn. Mình đợi nãy giờ nửa tiếng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải lời đó, mình coi như thế nào các bạn. Bởi vì cái chỗ ngủ mình nằm bên đây nè, thì kiến thức mình nằm ngay đó các bạn. Bây giờ mình không có chỗ ngủ các bạn ơi. Hồi nãy mình thấy là ghê gớm quá, hình như cái đó giống như là ác nhân của mình vậy các bạn. Nhìn kỹ kỹ rồi có thấy không các bạn? Có chích một cái camera phụ mình đang nằm bên đây là nhìn hết pin hay gì các bạn ơi. Cái gì vậy trời, hình như là vừa rụng các bạn ơi.
Thôi. Nhìn là mấy con vịt các bạn đứng tìm à, cái màn này á mình che lên các bạn biết tại sao không? Bởi vì lúc mình quay phim á mình không muốn cho người ta nhìn dòm ngó các bạn, cho nên mình che lại các bạn. Bây giờ mình lại cái gương mình coi coi cái gương nó có phản chiếu mình hay không nha các bạn. Nếu nó không phản chiếu mình á thì mình sẽ đập cái gương ngay lập tức luôn các bạn. Cái gương nó phản chiếu mình rồi các bạn ơi. Ok, nó đang chiếu mình rồi. Hồi nãy á mình nghi lắm. Hồi nãy mình kiểu cái lúc mà mình cảm giác là cái gương nó không phản chiếu mình á, là mình nghi là cái nghi thức này nó sắp có hiện tượng rồi. Cho nên mình đã mang dép sẵn các bạn, mình kiểu như là mình nghi là nó sẽ lên. Nhưng mà là mình không nghĩ là nó sẽ ghê gớm, nó sẽ hung dữ như thế các bạn. Giống như là muốn giết mình vậy các bạn. Hồi nãy mình có đặt camera phụ bên kia á, mà mình không biết là cái camera đó nó hết pin lúc nào nữa các bạn. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi vô nhà. Không ngủ đây đó các bạn ơi, ở đây giờ hơi ghê. Mình sẽ đi vô nhà trong á các bạn, nhà trong chỗ ba má mình á, thì mình sẽ vô đó mình ngủ. Và mình sẽ mở camera phụ lên mình xem coi lúc mà mình bỏ chạy đi á thì nó có cái hiện tượng gì xảy ra hay không nha các bạn. Nếu cái gương nó có sao, nó có như thế nào không các bạn. Rồi ok, bây giờ thì các bạn đợi mình xíu, mình sẽ mở camera phụ lên cho các bạn xem nha.